Chiều nay, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, trưởng Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy công tác sắp xếp đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông lâm nghiệp. Đến thời điểm này, vẫn còn 95 trên 256 công ty nông, lâm nghiệp chưa hoàn thành sắp xếp, đổi mới theo phương án được phê duyệt và chưa được phê duyệt phương án. Nguyên nhân được cho là việc quản lý lỏng lẻo, đất vẫn bị chuyển đổi trái phép, sử dụng sai mục đích, cũng như việc chồng chéo trong các quy định của pháp luật khiến cho các doanh nghiệp nông, lâm nghiệp khó thực hiện phương án sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu. Thu của Tổng Ty Phân Vinacafé thì khi áp dụng các quy định 167 cũng như là 126 thì nó vướng. Tức là cụ thể là Tổng Ty đã ban hành quyết định cổ phần hóa định giá xác định giá trị doanh nghiệp 5 đơn vị thuộc diện cổ phần hóa, tuy nhiên thì không thể công bố được giá trị doanh nghiệp do cái không xử lý được tài chính. Chỉ rõ nguyên nhân của việc chậm trễ, hạn chế, yếu kém, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh quan điểm phải xác định rõ những khó khăn, vướng mắc để kịp thời có biện pháp phù hợp. Tôi cũng đề nghị là quyết tâm là hoàn thành các cái nhiệm vụ sắp xếp đổi mới các công ty nông lâm nghiệp theo cái tinh thần của nghị quyết 30, kết luận số 82 và cái nghị quyết 109 của Quốc hội, xác định rõ những cái khó khăn vướng mắc để kịp thời có biện pháp phù hợp, kể cả về khó khăn về thể chế, về chính sách, về khó khăn về công tác phối hợp và khó khăn về tổ chức thực hiện. Khó khăn ở cấp nào thì cấp đó phải đứng ra xử lý, không làm thay, không đùn đẩy trách nhiệm. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì xây dựng dự thảo, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành chỉ thị giao cho các bộ, ngành, địa phương và các công ty nông, lâm nghiệp đẩy nhanh quá trình sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, quyết tâm hoàn thành sắp xếp, đổi mới theo kế hoạch trong năm 2024.